Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Bích Tiền, sinh năm 1987, cư trú khóm Long Thạnh D, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 22 tháng 7, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại nhà trọ HG thuộc khu vực khóm Long Thạnh D, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, có một số đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy, nên lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an thị xã Tân Châu phối hợp Công an phường Long Thạnh nhanh chóng đến địa điểm để kiểm tra. Qua kiểm tra tại phòng số 2, lực lượng công an phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Bích Tiền đang ở bên trong. Khám xét phòng trọ của Tiền, lực lượng công an thu giữ 48 đoạn ống hút, một bọc ni lông trong suốt chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy, 69 đoạn ống hút chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy và nhiều tang vật liên quan khác. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Bích Tiền khai nhận là ma túy đá và heroin. Số ma túy trên Tiền mua của một đối tượng lạ mặt đem về để bán lại cho các con nghiện kiếm lời. Được biết, Bích Tiền là đối tượng nghiện ma túy và có một tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa mới ra tù. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu tiếp tục điều tra làm rõ.